Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử xổ số Đài miền Nam thứ 6 ngày 4 tháng 6 năm 2021. Xổ số miền Nam hôm nay có các đài Vĩnh Long, Bình Dương và đài Trà Vinh. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quay thử xổ số miền Nam giải 8, đài Vĩnh Long 1, 5, đài Bình Dương 2, 4, đài Trà Vinh 5, 3, giải 7, đài Vĩnh Long 3, 9, 2, đài Bình Dương 5, 8, 9, đài Trà Vinh 2, 6, 6. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được cho mình những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.